Everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game One Piece. Dạo gần đây là One Piece khá nổi nha. Ok, con này là một con game có yêu hết luôn nha các bạn ơi. Và đặc biệt là em nó đúng chất là chơi lâu dài luôn. Nay open server mới S 51. Đó, 51 thì anh em nghĩ đi, nó có dài hay không? Rất dài luôn. Ôi lên xuống tình u gọi lòng Asura rồi. Đó. Đó, Asura. Ủa Asura sao mày không đi chém? Đậu xanh á. Trời ơi, đang coi mấy trận đánh các bạn ơi. Đấy, lời build build trận build đội đồ này nọ vô coi mấy con này nó đánh cho nó sướng con mắt. Úi giời. Ôi rồi rồi. Con Zoro 7003 đang đánh với con Zoro 6872. Ok ok. Ăn không? Bên nào sẽ ăn? Ôi xong rồi, xong 6008 rồi. Đi bán cuối luôn. Trời ơi, nó lên Asura nó hồi lại liền mà. Đậu tương đó. 7400 nè. 7400. Ôi, trận này có bộ cũng ổn nè. Coi ra đánh ra sao. À, Gucci đánh với lại Nam Nam. À. Ok ok. Đây, 7250 Zoro đánh với 7400. À, các bạn thấy cái hiệu ứng mà đồng hồ đồ bảy sắc cầu vồng bởi sao không? Đó, là do con Toki á các bạn. Đó. Ủa, con Toki á. Một số bạn trên cái gì? Theo thấy dạo này khá nhiều bạn trên thị trường không có fit là con Toki này luôn. Theo thấy bạn này là fit con Toki lâu lắm rồi nha. Toki là nó khi mà nó ra trận là có hiệu ứng dòng chảy thời gian nè, bảy sắc cầu vồng nè. Và búp máu hợp tốt luôn nha các bạn ơi. Theo thấy con này nó ok lắm đó nha. Đó, đó, ừ. Ok không? Ok liền chứ. Trời ơi, ngại ngùng gì bộ. Này này này, ôi dồi ôi, em Toki bên này có 2400 mà hồi nãy giờ gần như là bất tử. Ôi, búp một cái là 1/3 máu. Ui. Vâng, vâng, vâng. Ôi. Ôi, ủa. Con, con Zoro bên này. Ôi, búp máu rồi, sắp đi rồi rồi. Mà Zoro 7200 nó chém vậy mà hỏi sao không mất. Thôi xong rồi, xong rồi, bên này hô rồi. Bên này còn Chopper 4900 với lại con gì 6009 đây nè. Bên này còn có 7400 úp đúng một con hả. Ôi hai cái nữa là ăn á. Rồi thế mà không ăn. À rồi lên Asura nó thử luôn con rồi. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chém đi con. Chém, đúng rồi. Chém cái nữa. Chém cái nữa. Ôi dồi ôi, đúng rồi, đúng rồi. Cái nữa. Ôi, rồi rồi rồi, xong. Hao King 6900. Trời ơi, chết ngắt rồi. Đậu tương nữa. Trời ơi, Hao King quá bá các bạn ơi. Phải cả liều. Hao King quá bá mà hỏi sao 6400. Trời ơi. Ok, nhìn chung là thấy cái trận này, thấy cái đội bên này đánh hắn nhiều hơn hả? Không có cái trận nào mà nó nghiêng một bên, ôi lòng, đi cái đống này là nó nghiêng một bên không? À, đây, thi đấu đặc biệt. Ok. Đâu rồi, đánh, đây. Ô, quên coi level nó rồi. À, cũng thường thôi. Rồi, nhìn thấy là bên này hô chắc rồi. Bên này 750 đồ không nè hả? 750 đồ nè. Đó. Rồi rồi, đi bán muối rồi. Bên này hai con chưa nâng nữa. Trời ơi, xong rồi. À, Kaido làm tướng tăng hả? À. Ồ, giàu đấy. Dân chơi chay hơn là ít là đều thấy là chơi con Uta này nha các bạn. Vì nó dễ quay lắm. Đó, quay là ra nha.
quay chiêu mộ á, tí quay cho anh em xem. Trời ơi. Ok. Ô, đã chưa, đã chưa? Quá đã, quá đã. Ôi, giàu dữ. Ô ta mà nhét ở dưới này nè. Trời ơi à. Đó, Euro 470. Đó, chém kìa. Ừ. Cái gì vậy, đang coi bên này mà bồ. Rồi, xong luôn. Câm lặng, câm nín luôn. Đó, em chỉ biết nghe tiếng anh khóc nè. Đó, câm nín luôn. Trời ơi à. Đây, em chỉ biết câm nín nè. Nghe tiếng anh khóc nè. Ừ, ừ. Đâu rồi, đâu rồi. Cái nữa không? Trời ơi, làm gì ăn nổi bồ. Ôi trời ơi. Chém nè. Ồ, 470 chém không hấm 750. À, liệu có ăn được không? Zoro 750. Cân được Uta 750, Cairo 400 và Zoro 450 thì phải. Ok. Rồi bây giờ chướng ngại vật Uta nè. Nào. Uta Asura chém nè. Ôi không hấp. Không chết, hấp thu không? Phải thiệt chứ. Hấp thu nữa kìa. Ơ. Thôi xu rồi, xu rồi. À, anh gì đây? À, dây hả? Gặp bao cát di động rồi. Đánh đấm gì nữa, thấy xu rồi, chém không hấm nó mà toàn hấp thụ không kìa. Trời đất ơi. Ok. Hấp thụ nữa đi. Hấp thụ nữa đi. Rồi xong luôn. Xong luôn. Má cái này mà gắn phản đam nữa thì thôi. Ok bồ ơi. À, hai con 47 nè. Đây. Hai con 47 cùng server với nhau. À, ui, bên này có. Ôi rồi xong. Hiểu luôn. Má ép đúng một con sao gì 1963. Trời ơi, phải ép thêm một con Uta hay gì đó lên nữa. À là Hawking nữa là ngon rồi. Ai. Ép đúng một con đó bạn ơi. Trời ơi. Bên này ta ép đều hơn nè. 1000, 1002, 1150 nè. Trời đất ơi. Ôi, câm lặng luôn. Phải chi nó nộ là nó ngon rồi. Câm lặng rồi. Xong luôn, xong luôn. Rồi, rồi, đi luôn, đi luôn. Búp giống gì nữa mà búp. Rồi, rồi. Ở đây nè, các bạn thấy không? Asura, xong luôn. Xong luôn. Hết nói gì luôn. Rồi, oh, đến với thông tin server đi. Nãy giờ toàn những trận đánh yếu không? À, đây có mẹ lớn Big Mom nè. À, Zoro 1003 đánh với Roro 2000. À, 300, ôi. Ôi nhìn thấy là bên này hắn rồi. Biết tại sao không các bạn? Các bạn nhìn con Uta nè. Uta 1005. Bây giờ nó không phải là bao cát nữa, mà bây giờ nó thuộc dạng là kiểu như là cái gì ta? Nó kiểu như là cái gì? À, tự nhiên giờ quên mẹ nó cái đó. À, bức tường à, một bức tường đứng sừng sững thôi đó. Đó, đó. Mày chém đi. Đó, mày chém đi. Mày 2000 tao chấp mày chém. Ừ, chém đi. Nó bây giờ ha. Ờ, 2 đánh 1 chắc rồi. Bài gì 1003, 1005. Ờ, bên này con Uta sắp đi rồi. Chỉ còn lại con Zoro trơ trọi thôi. Đó. Rồi đánh cái gì? Rồi lấy gì đánh với người ta? Ờ, chém đi, hấp thụ kìa. Đó, chém đi. Ồ, não cá vàng quay lại hả? Ok. Đó, nó chém lần sau trước. Rồi, chậm tổn thương, phá giáp. Né luôn hả? Ngon. Ok. À. Ok, ok. À. À, nè. À, nè. Ui, bên này vậy là chắc nó chuẩn bị lên Asura rồi. À, để coi, lên Asura luôn giờ này không? Ơ, máu xuống chắc vừa đó. Trời ơi, vừa tuột xuống dưới 50% là lên Asura liền. Đó. Mà ăn được không? Ui. Ui. 1500 mà nó đánh. Ui.
cái này nó kéo chừng 2 phát rưỡi nữa chắc con Uta lên đường rồi đó. Trời ơi, quan trọng. Rồi, rồi xong, hết hấp thụ rồi, hết đánh nổi luôn, hấp thụ luôn. À, 2 cái nữa à bộ ơi. Kịp không, kịp không? Kịp không, kịp không? À, ăn nổi không? 1 cái nữa. Đúng nha. Đi rồi. Rồi, đừng liên kết. Rồi, xong luôn. À, rồi xong, mất Asura rồi, đi rồi. Bên này giờ máu nó có xuống 50% đi nữa thì nó còn Asura mà. Nè, coi nè, đó, thấy không? Máu nó đầy lại liền, mày chết chắc. Trời ơi, thắng là nhờ con Uta nè. Ok, đến thông tin server cái cho anh em ơi. Đây, hãy tặng chiến đấu phiên bản update mới nhất hiện nay, miễn phí EOS, chính thức khai mở server 51 Rugger. Thời gian 10 giờ ngày 17 tháng 9 2023. Website hãy tặng chiến đấu.com. Tải EOS nè, tải game nè ha, chơi ổn định trên nền tảng EOS, Android và giả lập PC. Group Zalo nè ha, lưu ý cho anh em khi chơi game nè ha. Rồi tỷ lệ nạp khuyến mãi khủng 1.100, 100.000 Việt Nam đồng bằng 10.000 USD đối với Momo và Bánh Kinh, 100.000 Việt Nam đồng bằng 8.400 xu web đối với Hệ Cao. Nhưng mà tích nạp thì vẫn nhận đủ 100.000 đối với Banh và Hệ Cao nha các bạn. Đó, nạp thì nhận thêm trang bị đồ ha. Đó, phần quà tích nạp đồ ở bên web. Ưu đãi nạp đầu 100.000 nhận được code sự kiện long tinh và fan cứng. Quà tân hữu 150 triệu kim cương. Full 2 set 8 món 20 sao, 3 set 8 món 21 sao. Nhận full quà lái xe, VIP 22, VIP 30 là nhận quà lái xe. Đó, tặng full tướng mới Bullet Abulo Wano Hawking nè ha. À, skin tướng mới 5 tỷ bạc, 5 tỷ ACM tướng. Rồi siêu cấp chiến kỹ nè, chiêu mộ nè, chiêu mộ nguyên tố nè. Hồn 9 sao 10 sao, đá thức tỉnh thiên khải năng lực, thức tỉnh hành nè ha. Event long tinh lai xe 10 nhóm, full 3 set 8 món 21 sao. 11 triệu điểm ACM VIP lên VIP 30, 5 triệu kim cương. 500 triệu A-Ship tướng, 500 triệu Belly, 100 đá hức tỉnh năng lượng ha. Đó, lưu ý ưu đãi nạp đầu nè ha. Đó. Rồi, top lực chiến, top 1, 120 triệu kim cương. 4 bộ trang bị, 28 sao, full 8 món, 40.000 Belly, rương Belly, 30.000 rương A-Ship tướng, 3 triệu cường hóa huấn luyện, 100 tinh diệu phù văn, 1.500 đá thức tỉnh năng lượng, 1.500 thức tỉnh thiên khải. À, ok liền, nha. Rầu, ngon liền. Ok đấy, ngon. Đó, thì anh em có chơi thì có thể tạo lên ạc mới ha. Ạc này heo nhập tốt rồi nâng lên được kha khá nè ha. Đó, 13 sao nè. Đây, chỗ mà heo nói các bạn đi quay tướng rồi nè. Đó, nó ở đây. Quay ra rất là nhiều tướng ngon luôn nha. Đó, Katakuri. Đó, Bo Hancock. Đó, Roger. Đó. Rồi, Katakuri nữa. Ôi, Odin. Odin chiêu mộ ra luôn. Để coi chiêu mộ 10 lần mà ra hết 6 lần 2, 4, 6 lần 5 sao. Quá là ngon lành. Trời ơi à. Nào đó. Ok, cường giả. Ui, bích mơm luôn nè. Đó, Katakuri. Ôi, Fujitora. Wow. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye. Chỗ đây mình xem nó mấy trận đánh.